Tiếp theo là combo số 4 nha quý vị, 10 cây sâm hương 320 bao phí ship ha. Anh chị em nào mua vui lòng chuyển khoản trước 100, còn lại shipper thu hộ. Cái bầu này tôi cắt phân nửa nha, không có để nguyên bầu nha, 10 cái bầu này nó nặng lắm nha quý vị. Cắt phân nửa cho nó gọn lên nha. Bây giờ tiền ship cái là nó muốn hết 70-80 ngàn rồi, tiền thùng tiền ship là 70-80 rồi nha quý vị, không có còn bao nhiêu hết trơn. Cái bầu này tôi cắt phân nửa hết lại nha. Cái này cái số 2 là cái này siêu già. Cái này tôi chỉ có 2 ba lô thôi nha quý vị. Số 3 nè. Số 4 nè. Số 5 nè, này không có nhiều đâu. Số 6. Số 7. 8 nè. 9 nè. Cái này cái số 10 nè. Dòi 10 cây 320 nha, xuống luôn nha quý vị. Anh nào mua chuyển trước 100k nha quý vị. Rồi xuống luôn.